Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh cùng Mr. Long Linh. Hôm nay chúng ta tiếp tục học unit 13 đến điểm số 4 là phần đọc, phần read. Và phần đọc này rất là hay các bạn. Trong cái phần đọc này mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc cái bài văn và sau đó mình trả lời những câu hỏi của người ta các bạn nhé. Nó có 2, 4, 6 câu hỏi này. Đó, sau khi mình đọc á, là mình sẽ hướng dẫn các bạn trả lời 6 cái câu hỏi. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc nha. Rồi, trước khi các bạn vào được hướng dẫn đọc thì mong các bạn bỏ ít thời gian nhấn đăng ký kênh, chia sẻ lên các mạng xã hội kênh của mình để ngày càng mình phát triển và có nhiều video hay cho các bạn nhé. Rồi, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, bây giờ mình vào học các bạn nha. Rồi, cái bài viết hôm nay là cái việc đi bộ là rất là thú vị. Đó, cái việc đi bộ rất là vui. Rồi, cái tác giả bài viết có cái tựa đề là như vậy. Rồi, bây giờ việc của chúng ta này, mình sẽ hướng dẫn các bạn nè, hiểu nè. Nhớ là trong lúc các bạn đọc và bài văn á, mình sẽ chỉ các bạn cái những cái kỹ năng để các bạn đọc hiểu một bài văn. Khi các bạn gặp một đoạn, gặp một câu, nhất là một câu á, các bạn để ý cho mình tìm cho ra cái động từ trong câu đó để mình dịch cho nó chính xác. Lấy cái động từ là trung tâm để chúng ta dịch. Ví dụ như trong câu này, đây nhé, trong câu này nó có một liên từ này các bạn nè. Đây là một câu ghép. Một câu ghép á, thường thì nó sẽ có hai động từ. Thì mình trước cái liên từ này á, là đương nhiên nó có một cái mệnh đề chỗ này, thì ta sẽ xác định đâu là động từ của cái trước cái liên từ bếp này. Đó, để ta dịch nè. Đây là động từ đây các bạn nha. Đó, động từ to be nè. Các bạn nhớ động từ to be chưa? Đó, chương trình lớp 6 chúng ta biết động từ to be rồi đúng không nào? Rồi, sau cái liên từ này là tiếp tục có một động từ nữa. Đó các bạn nha. Mình bám vào hai động từ này để mình dịch trọn vẹn một câu này. Đó. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn bám vào động từ này. Như vậy đây, động từ to be là thay thì là ở này vâng đúng không nào? Vâng vâng đúng không? Vậy thì đây là một cấu trúc có đúng không nào? Có một cái gì đó vân vân, đúng không? Rồi, vậy thì bây giờ giống như là có một cuốn sách trên cái bàn chẳng hạn. There is a book on the table. Ví dụ thế là có một câu cái gì đó ở đâu đó vân vân. Thì người ta dùng cái cấu trúc này. Hoặc là có nhiều cái gì đó, có nhiều cuốn sách trên các bạn. There are books on the table. Ví dụ thế. Ok các bạn nha. Rồi, như vậy là ta để ý này, ta dịch này, ta dịch ngược lại này. Tại ngôi trường của tôi. Đó các bạn thấy chưa? Tại ngôi trường của tôi, my school. Đó là ngôi trường của tôi đó. Có rất nhiều nè, thấy chưa? Những hoạt động thể thao khác nhau. Đó các bạn thấy chưa? Tại ngôi trường của tôi có rất nhiều những hoạt động thể thao khác nhau. Ok. Nhưng tôi chỉ tham gia vào đây cấu trúc take part in nè. Đó, đây là ba cái từ đi liền với nhau này các bạn nhé. Là mình phải hiểu ba từ này nó mang nghĩa là tham gia vào. Nhưng tôi chỉ tham gia vào một câu lạc bộ, mà cái câu lạc bộ đó được gọi tên là Walking for Fun, đi bộ để có niềm vui. Đó, như vậy là cái câu lạc bộ này là Walking for Fun này được viết tắt là WFF. Đó các bạn nha, ý của tác giả là viết là như vậy. Đó, các bạn hình dung được chưa? Như vậy là ta đọc tới đây ta hiểu liền đúng không nào? Tại ngôi trường của tôi có rất nhiều những hoạt động thể thao, nhưng tôi chỉ tham gia duy nhất vào một câu lạc bộ được đặt gọi tên là Walking for Fun, hay còn gọi là WFF. Rất dễ đúng không các bạn? Rồi, bây giờ đến tiếp tục một câu tiếp theo này các bạn nha. Đây, tiếp tục là một câu có thêm liên từ nữa nè. Đó, có thêm một liên từ nữa nè các bạn thấy chưa? Liên từ an nè. Vậy thì nó sẽ có hai động từ luôn. Đây, có hai động từ, một động từ thứ nhất nè và một động từ thứ hai các bạn thấy chưa? Đó, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn hiểu liền ngay liền nha. Đây là động từ to be ở quá khứ đúng không nào? Bởi vì last year nè. Đây là quá khứ nè các bạn, năm ngoái nè, đúng không nào? Thì động từ to be phải ở quá khứ nè, thấy chưa? Rồi. Năm ngoái đã có một cái gì? Một cuộc thi đấu đi bộ ở cấp quận dành cho những bạn trẻ ở các trường, và cái đội đi bộ của trường của tôi đã giành giải nhất. Đó, các bạn thấy hay chưa? Đó, quanh này là quá khứ của
Win là chiến thắng đó các bạn. Đó, dễ chưa? Win nè. Các bạn nào quên thì xem lại nhá. Ok. Rồi, như vậy là cái câu tiếp tục là một câu ghép nữa đúng không nào? Năm ngói, một câu ghép đó, có hai động từ luôn đó. Năm ngói đã có một cuộc thi đấu đi bộ cấp quận dành cho những học sinh, dành cho những học sinh và đội đi bộ của trường tôi đã chiến thắng giải nhất. Ok, đã giành giải nhất. Rất dễ đúng không các bạn? Rồi mình cứ xác định động từ làm vào mình dịch thôi. Tiếp tục là liên từ tiếp nè. Đây, were động từ tiếp thấy chưa? Đó các bạn thấy chưa? Rồi tiếp tục là các bạn để ý đây nha. Mỗi người sau khi giành giải rồi đó, được chưa? Mọi người đều hạnh phúc. Đó, cái thời điểm giành giải giải nhất đó. Mọi người đều hạnh phúc, rất là hạnh phúc và ước ao rằng tiếp tục giữ cái hoạt động này. Có nghĩa là sau khi giành giải nhất là cái câu lạc bộ đó, là mọi người mong muốn à tiếp tục duy trì cái câu lạc bộ đó, duy trì những hoạt động của câu lạc bộ đi bộ của chúng tôi đó. Các bạn hình dung được chưa? Do vậy mà chúng tôi đã tổ chức ra đó, thì quá khứ là tổ chức này. Do vậy này chúng tôi đã tổ chức ra câu lạc bộ này đó, các bạn thấy chưa? Sau khi giành giải nhất xong rồi tổ chức ra câu lạc bộ này này đó, các bạn thấy chưa? Đó, vậy thì mọi người đều rất hạnh phúc vì được giành giải nhất và mong muốn tiếp tục duy trì cái hoạt động đó, và do vậy chúng tôi tổ chức ra cái câu lạc bộ đi bộ đó, đi bộ cho niềm vui đó. Rồi tiếp tục này các bạn này, cái số lượng này đó, số lượng những người tham gia này tăng lên này các bạn này. Đây, tăng lên nè, số nhiều là động từ nha, động từ tăng lên nè. Đó, số lượng những người tham gia tăng lên mỗi tuần đó, tuần nào cũng có người đăng ký tham gia hết các bạn nha. Và tiếp tục này các bạn nha, sau đây là dấu chấm này. Hoạt động thường xuyên của câu lạc bộ là sao các bạn? Là cuộc đi bộ đến bãi biển 5 km, cuộc đi bộ 5 km đến bãi biển vào mỗi buổi sáng chủ nhật. Rất dễ đúng không nào? Hoạt động thường xuyên của câu lạc bộ là đi bộ 5 km đến bãi biển vào mỗi buổi sáng chủ nhật. Đó. Ok, tới đây. Đó là ngừng rồi nha. Tiếp tục này. Hoạt động khác. Rồi, hoạt động thường xuyên là đi bộ đến bãi biển là rồi này nha. Bây giờ hoạt động khác là gì? Là việc đi bộ, là ngày đi bộ đến trường. Đó các bạn thấy chưa? Hoạt động khác được gọi là một ngày đi bộ đến trường. Đó các bạn hiểu chưa? Hay còn gọi viết tắt là WTS. Đây. Đó, các bạn hình dung được chưa? Ngày đi bộ đến trường. Và người ta giải thích này, những thành viên mà những người sống gần trường đó. Đó, đây các bạn hình dung này nha. Những thành viên đó sống gần trường là tình nguyện thực hiện một cuộc đi bộ thay vì đi xe máy hoặc đi xe đạp mỗi ngày thứ tư hàng tuần. Đó, như vậy là ngoài cái việc đi bộ ra bãi biển 5 km mỗi buổi sáng chủ nhật, thì cái hoạt động khác của câu lạc bộ này là thực hiện một ngày đi bộ đến trường, và những thành viên sống gần trường thì thực hiện cái việc ngày đi bộ đó đến trường đó vào mỗi thứ tư hàng tuần. Đó, các bạn thấy chưa? Ok, dễ hiểu đúng không nào? Rồi, đi bộ quả là một niềm vui. Đi bộ, xin lỗi, chỗ này các bạn phải dịch danh từ trước này. Đi bộ là một hoạt động không tốn kém, dễ dàng và rất vui. Đó, các bạn thấy chưa? Đi bộ là một hoạt động không tốn kém, dễ dàng và rất vui. Và nhiều người của tất cả các độ tuổi, đó, nhiều người trong tất cả các độ tuổi hoặc là của tất cả các độ tuổi và tất cả các khả năng, năng lực gì đó đều có thể thưởng thức cái cuộc đi bộ, đều có thể vui thích với việc đi bộ đó các bạn. Dễ không các bạn, đúng không nào? Đó, vậy thì sau khi chúng ta đọc hiểu rồi thì chúng ta sẽ sao các bạn? Trả lời các câu hỏi dưới này rất là dễ này các bạn này. Đây, bây giờ ta trả lời những câu hỏi phía dưới này là rất là dễ thôi. Bây giờ này, người ta hỏi này, cái hoạt động thể thao nào mà nhà văn là người viết đây này, đã tham gia vào. Đó các bạn nhá, tham gia vào này, đó tham gia nào này. Hoạt động thể thao nào? Đó, hoạt động thể thao nào mà người viết đã tham gia vào. Đây là từ để hỏi, được chưa? Ta không có dịch từ để hỏi. Dễ đúng không nào? Vậy thì hoạt động thể thao nào các bạn?
đi bộ đó. Nhà văn tham gia vào hoạt động đi bộ. Đây các bạn này, mình để cho các bạn viết luôn nè. Đây, nhà văn hay là người viết nè, tham gia vào việc đi bộ. Rất dễ đúng không nào? Đây, nhớ là phải có S nha. Bởi vì nhà văn người viết là số ít nè. Được chưa các bạn? Số ít nè, ngôi số 3 số ít nè. Phải có S nè. Rất dễ đúng không nào? Rồi, trong bài đọc hiểu ta hiểu ngay là tham gia vào việc đi bộ. Rồi, câu hỏi số 2 này các bạn. Tại sao nhá, những đứa trẻ ở trường đó, những đứa học sinh, đứa trẻ ở trường đó lại tổ chức ra cái câu lạc bộ WWFF nè. WWFF là câu lạc bộ gì đó các bạn? Đi bộ với niềm vui đó. Đó, tổ chức ra câu lạc bộ đây này. Đây, đây, đây. Tổ chức câu lạc bộ này là đi bộ cho vui vẻ này. Đó các bạn thấy chưa? Rồi, thế tại sao? Tại sao nó tổ chức ra câu lạc bộ đó các bạn? Rất dễ đúng không nào? Sau khi nó giành giải nhất cái cuộc thi đi bộ cấp quận đó các bạn. Đây, đây các bạn viết ra viết luôn nha. Viết trọn luôn cho dễ nè. Bởi vì vào năm ngoái, họ, những người học sinh đó đã giành giải nhất trong cuộc thi đấu đi bộ cấp quận. Và họ mong muốn được giữ, tiếp tục duy trì cái hoạt động này. Đó các bạn hình dung được chưa? Rất dễ đúng không nào? Rồi bây giờ tiếp tục các bạn ơi. Tiếp tục câu số 3 nào. Câu số 3 là hai hoạt động nào của câu lạc bộ, hai câu lạc bộ nào của câu lạc bộ, hai hoạt động câu lạc bộ này có hai hoạt động nào, hoặc là hai hoạt động nào của câu lạc bộ, hai hoạt động nào nào các bạn? Hoạt động thứ nhất là gì? Đi bộ 5 km đến bãi biển vào mỗi buổi sáng chủ nhật đúng không nào? Và hoạt động thứ hai là thực hiện một ngày đi bộ vào thứ tư hàng tuần đó các bạn, những người gần trường đó. Rồi các bạn ghi vô câu số 3 đây, hai hoạt động đây các bạn. Đây, đây, hai hoạt động của câu lạc bộ là một cuộc đi bộ đến bãi biển 5 km nè vào mỗi buổi sáng chủ nhật nè, và một ngày đi bộ đến trường vào mỗi ngày thứ tư hàng tuần đó. Rất dễ đúng không nào? Rồi bây giờ câu số 4 các bạn ơi. Câu số 4 nè. Câu 4 là từ trường đến bãi biển bao xa. Đây là một cấu trúc rất là hay các bạn nha. How far is it? Đó, how far is it from gì gì đó, từ nhà đến trường, từ trường đến công viên đó, vân vân, thì phải có cấu trúc này. How far it is from. Rồi, từ trường đến bãi biển đó các bạn nha, rất dễ nha. Từ trường đến bãi biển đó là bao xa? Từ trường đến bãi biển bao xa? Rất dễ. Bây giờ chỉ cần, không cần nhớ nhiều, không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta có ngay đúng không các bạn? Bao xa? 5 đó, kilometers, 5 km các bạn ạ. Đúng không? Dễ đúng không nào? Ta đọc vừa xong đó. Rồi câu tiếp theo này các bạn nè. Ngày nào trong tuần nè, thì cái câu lạc bộ cái hoạt động WTS nè, ngày đi bộ đến trường đó. Cái ngày nào trong tuần mà cái hoạt động ngày đi bộ đến trường của câu lạc bộ nó diễn ra? Ngày nào các bạn? Ngày thứ tư đúng không? Đó, ngày thứ tư đó. Rồi, rồi ngày thứ tư. Đó là ngày thứ tư. Ok. Rồi, bây giờ câu thứ năm luôn các bạn luôn. Câu số 6 luôn này. Câu cuối cùng này các bạn này. Ai thường xuyên tham gia vào? Đây, tham gia vào, tiếp tục là tham gia vào. Nhớ cả cái cụm từ này các bạn nha. Đó. Ai là người thường xuyên tham gia vào ngày đi bộ tới trường? Ai các bạn? Những người ở gần trường đúng không? Đó, những thành viên ở gần trường này. Đây, những thành viên mà những người sống ở gần trường thường tham gia vào nè. Đó, cái ngày đi bộ tới trường mỗi thứ tư hàng tuần đó. Đó, như vậy là chúng ta vừa làm xong cái bài số 4, bài đọc rất là hay đúng các bạn. Rồi mình mong các bạn thích video này và nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta có thêm nhiều video hay các bạn nhé. Rồi mình cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân nhé. Rồi cảm ơn các bạn đã cố gắng lắng nghe, chú ý lắng nghe. Chào các bạn và hẹn các bạn ở các video sau, ở chúng ta tiếp tục làm ở các phần sau nhé.